đây là hình ảnh vụ cháy xảy ra tại một bãi trông giữ xe mới đây ở quận Cầu Giấy. Hậu quả là 5 xe ô tô cùng khoảng 10 xe máy bị hư hỏng nặng. Rất may là không có thương vong về người. Qua vụ việc này, một lần nữa cho thấy các bãi trông giữ xe không phép tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Để làm rõ thực tế này, phóng viên tiếp cận một điểm trông giữ xe trái phép ngay tại quận Nam Từ Liêm. Dự án này đang thi công dở dang, thế nhưng từ lâu đã được tận dụng làm điểm trông giữ xe. Thời điểm phóng viên tiếp cận, trên sân đang có khoảng 50 xe ô tô. Vật liệu xây dựng ném ngổn ngang. Dưới tầng hầm cũng đã nhét kín xe máy. Xe máy cũng phun rồi. Bên kia còn phải gửi sang bên anh, cứ bây giờ anh nhận cứ khoảng gần 500 xe máy. 500 xe máy rồi. 500 xe máy ở dưới tầng hầm. Phun không, phun thì mới bên anh mới phun một tầng thôi. Còn có anh 3 tầng cơ. 3 tầng hầm cơ. Qua tìm hiểu của phóng viên, dưới tầng hầm hiện đang có khoảng 500 chiếc xe máy. Mới đặt chân xuống cửa hầm, mùi xăng đã bốc lên nồng nặc. Thế nhưng, hệ thống quạt thông gió lại chưa hoạt động. Đã thế, đèn chiếu sáng còn được trang tạm bợ, dây điện gắn tạm dọc tường, nguy cơ bị chập điện dẫn đến cháy nổ rất cao. Khi đó, liệu vài bình cứu hỏa như thế này có khả năng dập được cháy hay không? Chính quản lý bãi xe này cũng đã thừa nhận, chưa đủ điều kiện nên rất dễ cháy nổ. Trong hầm vì ở đây chưa được, nó chưa đầy đủ để đưa vào hoạt động. Thì nên không được đưa ô tô. Đỗ ô tô nó là cái tài sản nó lớn, và thứ hai là mình đỗ ô tô là nó xăng nhiều. Nguy cơ cháy nổ cao. Đấy, nguy cơ cháy nổ cao, xe máy thì đỡ. Đúng rồi. Ô tô xuống nó xả xăng được hình lắm, mà thứ hai là máy toàn bộ cái hệ thống hút này là nó chưa hoạt động được. Cái bình thường nếu mà để ô tô xuống là toàn bộ cái hệ thống quạt hút thông này nó phải được hoạt động thì mới đảm bảo được, không có xả xăng này nó giữ ở dưới đấy không được. Xe máy thì nó không nhiều. Tại một điểm khác trên đường Vũ Trọng Khánh, quận Hà Đông, hàng ngày đang nhận trông giữ trên 100 xe ô tô. Mặc dù hoạt động từ lâu nhưng cũng không phép, nhất là không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Điều đáng nói, bãi xe này nằm sát trường học. Nếu chẳng may xảy ra cháy nổ, sẽ rất nguy hiểm cho các em học sinh. Theo luật sư, đã có những quy định rõ ràng và chặt chẽ về điều kiện xây dựng và hoạt động bãi xe phải đáp ứng đủ tiêu chí, đó là về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Do đó có thể thấy là cái việc mà các bãi giữ xe chui mà họ hoạt động thì tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ rủi ro cho chính cái người mà đang gửi xe ở đó, cũng như là sẽ gây ra cái việc mà mất an trật tự tại những cái khu vực mà bãi giữ xe không được phép này. Theo số liệu từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 881 vụ cháy, làm chết 45 người, bị thương 43 người. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 87 tỷ đồng và hơn 149 hectare rừng. Bởi vậy, việc tồn tại những bãi trông giữ xe không phép ngay giữa khu dân cư vừa vi phạm pháp luật, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ, đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân.